Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Kim Thanh, sinh năm 1976, ngụ xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, tiếc cho khoảng thời gian gần 2 năm trốn chạy, thay vì sớm nhận tội, bởi pháp luật luôn có sự khoan hồng cho những ai biết quay đầu là bờ. Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, nên khoảng đầu năm 2019, Lê Kim Thanh lên các trang mạng xã hội tìm người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đặt nhằm sử dụng để chiếm đoạt tiền của người khác. Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2019, đối tượng làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem đi chuyển nhượng, mua bán cho 4 người dân ở thành phố Phú Quốc để chiếm đoạt số tiền trên 4 tỷ đồng. Sự việc bị bại lộ, Thanh bỏ trốn khỏi địa phương, đến tháng 4 năm ngoái thì bị sa lưới công an. Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Thanh trả lại số tiền chiếm đoạt của các bị hại. Dối gian với chính người đồng hội đồng thuyền và cửa quen đường cũ. Điều này có lẽ chưa bao giờ trở nên xác đáng đến thế khi đối về đối tượng đây. Bị can hết lần này đến lần khác giao tù ra khám cùng về một tội rằng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Võ Thị Hồng Liên, 51 tuổi, ở thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác minh năm 2019, bà Nguyễn Thị Truyền, 53 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác với Võ Thị Hồng Liên thực hiện một dự án kinh doanh. Theo thỏa thuận, mỗi bên hùng trúng ban đầu 500 triệu đồng, lợi nhuận chia đều. Đến tháng 5 năm 2020, Liên đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu bà Truyền chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng để giải quyết công việc ở cơ sở kinh doanh, hứa trả lại sau đó. Biết bị lừa, bà Truyền gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra. Tại đây, Liên thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết số tiền chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân, trả lương cho công nhân, trả tiền nguyên liệu tại các vựa cá. Võ Thị Hồng Liên từng có một tiền án cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù thời gian qua, tại nhiều tỉnh thành liên tiếp xảy ra những vụ việc người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch trên mạng Internet. Thế nhưng do sự thiếu hiểu biết, lòng tham, nhiều người tiếp tục trở thành nạn nhân của các đối tượng này. Phản ánh của phóng viên chương trình. Thanh niên này vừa bị các đối tượng lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. Trước đó, Tình theo lời mời gọi có thể nhận về từ 30-60% tiền lãi mỗi ngày trên tổng số tiền đầu tư, thông qua việc góp vốn vào một công ty có tên gọi Hobby. Nạn nhân được một số đối tượng quen qua mạng xã hội hướng dẫn chuyển tiền đầu tư thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Sau đôi ba lần nhận được tiền lãi với số vốn góp nhỏ, anh tăng dần số tiền đầu tư. Đến khi tổng số tiền lên đến gần 700 triệu đồng thì tài khoản của nạn nhân trên ứng dụng không thể truy cập. Ban đầu thì họ cũng gửi tiền lãi cho tôi. Thế dần dần 1 triệu, 2 triệu lên 10 triệu, xong 50 triệu. Xong họ bảo là đến khi hơn 100 triệu thì họ bảo là bây giờ phải gửi thêm cái này thì mới lấy được. Thế sau đó thì tôi tiếp tục lạp đến thời điểm hôm nay tôi lên cơ quan công an cũng muốn mong làm sao các anh tạo xem xét điều tra xác minh tìm được rõ đối tượng và cũng cảnh báo cho những người giống như tôi. Từ đầu năm đến nay, riêng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hàng chục đơn trình báo của người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên. Hầu hết là các thủ đoạn cũ nhưng nạn nhân mới. Đối tượng thường giả danh nhà mạng, cán bộ ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản để chiếm đoạt tài sản. Hoặc lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của bị hại, giả mạo tuyển cộng tác viên, xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử, kiếm tiền thông qua sàn giao dịch tiền ảo, vay tiền qua app. Một số đối tượng còn giả danh cơ quan công an, tòa án, gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án hoặc phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng đưa ra để chiếm đoạt. Điểm chung của các bị hại ở đây là nhẹ dạ cả tin, tin vào những thủ đoạn mà đối tượng đưa ra là có thật. Chúng tôi cũng đã làm rất nhiều việc để tuyên truyền cho đến người dân. Ví dụ như chúng tôi đã thông báo, viết những cái thư ngỏ, thông báo đến tổ dân khu phố để các bí thư chi bộ thông báo cho người dân, tham mưu cho ban giám đốc quan tỉnh đã trao đổi với lại sở thông tin truyền thông để chuyển trực tiếp tin nhắn đến người dân để người dân nâng cao cảnh giác.
Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh triệt phá một số nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch trên mạng Internet. Tuy nhiên, do đối tượng lừa đảo thường có sự cấu kết với nhiều đối tượng khác, máy chủ phục vụ lừa đảo được đặt ở nước ngoài nên công tác điều tra thu hồi tài sản cho bị hại rất khó khăn. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận lớn, thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được trợ giúp xác minh khi nhận thấy dấu hiệu lừa đảo.